Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, đơn vị dự kiến trong tháng 9 năm 2021 sẽ tổ chức đấu thầu và tháng 10 sẽ bắt đầu thi công gói thầu săn lấp mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Đồng thời, ACV cũng đang đàm phán để ký kết hợp đồng thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng nhà ga hành khách. Việc thiết kế được tách ra làm phần móng trước, dự kiến đầu năm 2022 sẽ khởi công thi công phần móng cọc. Phần máy nhà ga sẽ thiết kế và thi công sau. Hiện các hạng mục rà phá bom mìn và xây dựng hàng rào sân bay Long Thành vẫn đang được các đơn vị thi công triển khai thực hiện. Về tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ cho dự án xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng đối với diện tích 5.000 ha. Trong số này có diện tích gần 3.000 ha thuộc quyền sử dụng của hơn 5.500 hộ gia đình cá nhân. Về công tác tái định cư, hiện nay Hội đồng bồi thường đã xét duyệt được 899 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trong đó đã ban hành quyết định phê duyệt tái định cư cho 566 hộ và đang thực hiện quy trình niêm yết theo quy định đối với 333 hộ. Theo quy hoạch, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng nhiều hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm.